Phần 2, câu chuyện rùa và thỏ. Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua rùa. Nó nhận ra rằng nó thua chính là vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng thì rùa không thể có cơ hội hạ được nó. Vì thế, thỏ quyết định thách thức rùa bằng một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường. Vậy là con thỏ lần này nó đã làm sao rồi? Nó thắng vì sao? Vì nó đã biết nó sai rồi đúng không? Nó biết lần trước thì tại nó ngủ, nó mải mải ngủ nên ngủ là say nó như bị về đích sau đúng không? Ngủ say như lô Vậy là nếu mà biết sửa sai thì sẽ làm sao? Giống như Bi viết chữ ấy. Bi viết chữ xấu xí, bây giờ Bi phải viết cẩn thận lên thì Bi sẽ viết tốt, viết đẹp. Vì suốt ngày chỉ xem điện thoại thì lấy đâu ra. Chậm mà chắc thì tốt hay là nhanh và đáng tin cậy tốt hơn theo Bi vậy hả? Bi theo con thì chậm mà chắc thì tốt hơn hay là nhanh mà tin cậy tốt hơn, giống như con thỏ ấy. Ôi giời. Sao biết đấy, giỏi vậy, Bi giỏi vậy ta? Đừng có mà lừa con biết cơ đấy rồi. Cơ mà mình nói con giỏi quá, lượt vàng rớt quá. Câu chuyện tiếp theo, cây táo thần. Để